Ngày sau lễ bế mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp báo quốc tế về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Tham dự buổi họp báo còn có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN cùng đại diện các tiểu ban, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội. Thủ tướng khẳng định với một tuần hoạt động, hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các cấp cao liên quan Việt Nam cùng các nước ASEAN và các nước đối tác đã có một năm ASEAN, một kỳ họp thành công tốt đẹp. Kỳ họp đạt nhiều kết quả rất quan trọng với hơn 20 phiên họp cấp cao, có trên 80 văn kiện đã được thông qua. Đây là khối lượng văn kiện được thông qua và ký kết kỷ lục từ trước đến nay. Trả lời câu hỏi của phóng viên về cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn được cho là một trong những thách thức lớn đối với ASEAN trong năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Các nước lớn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm hòa bình, duy trì ổn định và thúc đẩy thịnh vượng toàn cầu trong đó có các nước Đông Nam Á. ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đều mong muốn các nước có quan hệ tích cực, cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, từ đó đóng góp hiệu quả thực chất cho hòa bình, an ninh, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Các phóng viên cũng đặt câu hỏi về các vấn đề đáng chú ý khác như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, quan điểm của ASEAN đối với cuộc bầu cử Mỹ 2020 cũng như quan hệ ASEAN-Mỹ.